Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với The Vinci Dev. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục với cái series GRPC. Thì ở video trước mình đã trình bày qua cái phần gọi là gì ta? Xử lý lỗi ở trong GRPC nó như thế nào. Thì tiếp tục ngày hôm nay mình sẽ nói tới một phần khác, nó cũng khá là quan trọng. Đó là xử lý cái deadline. Thì cái deadline là gì? Bây giờ các bạn hình dung á, một cái request lên trên server thì server nó cần phải tốn thời gian xử lý. Hoặc là nó bị một cái vấn đề đó, nó server nó có một cái vấn đề gì đó. Nó xử lý quá lâu hoặc là nó không xử lý được. Thì client nó cần phải chủ động là ví dụ như cái request đó lên sau như đó thời gian mà anh chưa phản hồi lại cho tôi thì tôi chủ động tôi đi xử lý cái khác, tôi làm việc khác, tôi hủy cái report đó đi. Tại vì nếu mà cái report đó mà quá lâu rồi thì nó không còn ý nghĩa nữa. Nếu mà cái report nó dời nó quá lâu so với cái thời gian mà request đưa ra, nhiều khi cái report nó không còn ý nghĩa nữa. Giống như là mấy ông đi cô gái vậy đó, mấy ông có tưởng tượng bản thân mấy ông là client và cái cô con gái đó chính là server đó. Thì mấy ông nhắn tin ha, mấy ông nhắn tin mà hai em đó, thì cô gái lúc đó thì một thời gian sau thì nó lúc đầu thì nó hiện lên cái chữ là đã xem, nghĩa là cô gái đã thấy cái tin nhắn đó rồi, gọi là chuyển qua trạng thái đã xem, nhưng mà không có trả lời. Thì các ông phải biết là các ông phải chờ cái cô gái nó trả lời trong bao nhiêu lâu, rồi mấy ông nếu mà không có trả lời thì coi như mấy ông bỏ qua, mấy ông đi kiếm một cô gái khác. Chứ không lẽ giờ hai em gái rồi mấy cô gái nó không trả lời, rồi một tháng hai tháng sau mấy ông vẫn nhất quyết cũng chờ cô gái đó sao, đúng không? Hai em mà không trả lời là bắt đầu 10 phút sau là tôi hai em khác, hoặc là một tháng sau là tôi đi hai em khác. Chứ giờ hai em mà một năm sau em mới trả lời hai anh lại thì nó không có ý nghĩa nữa, đúng không? Lúc đó tôi nhiều khi tôi có con mẹ rồi chẳng hạn vậy đó. Thì đó chính là cái deadline. Nó tôi lấy một cái ví dụ nó không dính dáng tới code cho những người mà không thích những cái ví dụ về code dễ hiểu ha. Vậy thì hôm nay mình sẽ xử lý cái vấn đề đó. Vậy thì bây giờ mình sẽ làm cái API. Mai đơn giản thôi, đừng làm API phức tạp quá. Sum with deadline. Rồi giờ mình thêm cái API là sum with deadline. Cái hàm sum with deadline này thì nó giống như cái thằng sum thôi. Đó, thì tạm thời tôi không cần phải tạo ra một cái sum with deadline request reborn gì nữa cho mắc công ha, tiết kiệm thời gian. Rồi bây giờ tôi sẽ như mọi lần, tôi gen code rồi tôi gen code thành công, nó không báo lỗi là tôi biết nó thành công. Rồi bây giờ tôi sẽ vô cái file này, vào cái phần service server, đúng không? Đó, này, service server. Tôi copy ra, rồi tôi xử lý thôi. Rồi tôi để dưới ngay dưới cái hàm. Nên giờ tôi làm rất là nhanh nha. Làm rất là nhanh. Cái chuyện này là mình đã đi qua biết bao nhiêu cái video rồi, video nào mình cũng làm y vậy á. Thì bây giờ không có lý do gì mà mình phải làm từ từ đây hết ha. Tôi copy paste như cái máy luôn cho mấy ông coi ha. Rồi ở đây nó làm cái request. Rồi vậy thì cái phần xử lý á, phần sum thì nó chắc chắn là nó sẽ y chang rồi, nó không khác gì rồi ha. Mình là sum with deadline. Cái phần này thì chắc chắn là nó tính cộng lại thì nó sẽ y chang rồi, không có gì khác. Nhưng mà thì cái mới là chỗ này nè.
Y bé hơn ba đi. Y cộng cộng. Là cứ tôi sẽ cho một cái dòng for, rồi cái trong cái dòng for đó thì tôi sẽ slip, cứ mỗi lần for qua tôi sẽ slip slip 1 giây. À, đó, cứ tôi cho một cái dòng for slip 1 giây. Cái chỗ này ý nghĩa là gì? Nên cái chỗ này tôi giả lập cho một cái tác vụ nào đó mà nó xử lý rất tốn thời gian. À, thì trong trong thực tế đó, thì sẽ có những cái tác vụ khi mà xử lý nó rất là tốn thời gian. À, thì khi mà trước khi mà mình xử lý cái mình nhảy vào mình xử lý tác vụ đó thì mình nên kiểm tra xem là ông client nó ông còn gọi là sẵn sàng đón nhận cái report của mình hay không. Còn nếu như mà ông đã cancel cái request của mình rồi thì mình nghĩ mình không cần phải làm nữa ha. Chứ hơi đâu mà mình phải làm. Tôi ví dụ cái chỗ slip này là nó chỉ là một cái tác vụ đó rất là tốn thời gian. Thì trước khi mà mình bắt đầu á, mình sẽ kiểm tra ha. Nếu mà context cái arrow á mà nó là bằng context chấm cancel có nghĩa là cái context này nè nó là cancel á thì mình return tên cái reborn là new. Và ở đây thì mình sẽ trả về một cái error. Thật ra là mình trả về cái error thôi, nhưng mà trong trường hợp này thì thằng client nó cũng không có nhận cái error này của mình, tại vì nó đã chủ động, là nó là thằng chủ động ngắt ha, thằng chủ động ngắt status error error ha. Cái code là cancel đi ha. Và cái string là client cancel request ha. Thôi vậy mình cứ để error ra đây thôi ha, mình không cần phải không cần thêm gì chỗ này nữa hết rồi. Và mình sẽ bring ra in ra để mình biết là đấy, mình biết là nó nhảy vào cái chỗ context cancel này và mình trả về return về. Trong trường hợp này thì mình sẽ slip 3 giây. Rồi, thì tạm thời thì về logic lỗi thì không có cái gì hết ha. Rồi, thì mình sẽ cũng chạy chạy cái server lên xem có lỗi gì không. Thì server mình chạy ok rồi, không có lỗi gì hết. Mình bắt đầu implement thằng client của mình. Thì cái thằng client của mình nó y như cái hàm sum này thôi ha. Consume with deadline. Mình copy path cho lẹ nha. Chứ mình ngồi mình làm code tốn thời gian ha. Sum with deadline và sum with deadline. Rồi, vậy thì cái chỗ này mình sẽ khác khác nhau cái chỗ nào? Thì đầu tiên là cái context này của cái context background này của mình á, bây giờ mình sẽ làm một cái context khác mà nó là context và cancel. Thì nó là cái hàm là context chấm with timeout ha. Mình sử dụng cái timeout
Và cái ba lần contest nó chính là contest chấm background. Ok. Và cái timeout của mình chính là cái thời gian mà mình chờ. Thì để cho nó đẹp thì mình nên để cái thời gian chờ nó ở đây ha. Timeout ở đây là nó cần yêu cầu bỏ vào cái hàm timeout này của mình, như là nó bỏ vào time.duration. Rồi. Rồi. Time.duration, đúng rồi ha. Đây thì lúc này cái hàm sum này mình sẽ bỏ context này vào, và mình sẽ có một cái hàm defer gọi cái cancel này. Rồi. Đấy. Đấy. Rồi. Bây giờ mình sẽ xử lý luôn ở phần cái chỗ arrow này ha. Rồi mình sẽ bắt đầu mình giải thích sau. Rồi thì bây giờ mình đã làm cái chỗ là mình bạc ở cái zero, là mình hiểu rồi chứ gì. Thì bây giờ mình cũng làm y vậy ha, là status error nè, nếu ha status error ok 2 chấm bằng status chấm from error, đưa cái error vào và chấm phẩy ok, thì ngược lại thì ha trong trường hợp mà mình có thể bạc được rồi, trong trường hợp mà mình có thể là mình bạc được thì sao, mình bạc được cái đó thì sao, thì mình cứ kiểm tra coi là nó trả về cái euro là deadline exit hay là chưa ha. Nếu cái status error của mình mà cái code của nó là bằng bằng là status chấm code chứ hả, code chấm deadline exit à, cái code này là một cái function. Nếu nó trả về là deadline exit thì mình sẽ lóc ra à, này là calling some API with deadline à. Rồi deadline exit đấy, mình sẽ lóc ra vậy cho nó dễ nhớ thôi, còn không thì mình lắp cái này đi ha. Rồi mình lắp cái này ra, còn ngược lại thì mình nói cái này gọi là no euro, ví dụ vậy. Rồi có nghĩa là nếu ở đây ha, rồi bắt đầu bây giờ mình giải thích nè. Đầu tiên mình sẽ có cái context, và cái context này nó quy định là sau bao nhiêu lâu đó thì nó sẽ timeout, thời gian này là mình quy định ha. Thì khi mà mình gọi cái hàm with timeout này, nó sẽ trả về cho mình cái cancel function. Thì khi mà mình chạy xong cái function này, bắt buộc mình phải gọi cái thằng cancel này để nó hủy context của mình đi. Nếu nếu không thì cái context nó sẽ bị giữ lại, là mình sẽ tốn resource ha. Thì cái trong bất cứ trường hợp nào để mình đều phải gọi cái hàm cancel hết, nên mình nhét nó vào cái hàm defer để gọi cái hàm cancel này. À, cho dù là nó chạy có timeout hay là không timeout thì mình vẫn phải gọi cancel ha. Rồi. Rồi trong trong trường hợp mà nó bị timeout á, thì cái error này
nó sẽ là nó trả về cái deadline exit ha, và mình đã lock ra rồi. Rồi vậy thì bây giờ mình sẽ chạy thử coi là mình có làm đúng hay là sai mất tiêu rồi. À, sai thì mình sửa thôi, nhưng đâu có ai mà code lần đúng liền được. Trong trường hợp này tôi sẽ chạy hai cái ha, cái là chạy 1 giây, 1 giây thì nó 1 giây 2 giây thì gì đó thì nó vẫn còn nằm ở trong cái giới hạn 3 giây kia. Còn bây giờ cái sau này thì tôi sẽ chạy 5 giây, có nghĩa là cái này là nó không timeout nè, và này là nó có timeout nè, và nó bị timeout mới đúng ha, không bị timeout ha và bị timeout. Rồi ok, nghe thì có vẻ cũng hơi đúng. Rồi giờ mình chạy thử coi là mình code nãy giờ nó đúng không. Sorry, đó nó sai rồi nè, tại vì nãy giờ ở đây mình gọi sum chứ không phải là sum with deadline. Rồi sorry, lỗi kỹ thuật. Rồi clear đi, chạy lại. Đây có một cái là nó chạy là sum with deadline, và cái deadline nó exit ha. Một cái thì nó trả về một cái response là 13. Thì cái nào bị đây? À cái này tôi bị ngược nè. Cái này là bị timeout và cái này là không bị timeout. Tại sao vậy? Thì hồi nãy mình nói đó, nghĩa là server nó chờ tới 3 giây nó mới respawn, nhưng mà cái này mình nó phải chạy 3 giây nó mới respawn trên server. Còn cái client mình timeout có 1 giây, nghĩa là 1 giây nó đã bị timeout rồi. Ha? Còn nếu mà mình chờ 5 giây thì mình đủ thời gian để mà mình ấy ha. Thì tôi comment nó bị ngược. Rồi. Rồi vậy là mình coi như là mình đã implement xong cái API sum with deadline, và mình đã thử cái phần chạy thử cái phần deadline đó. Thì các bạn để ý là client nó gọi thì nó set cái timeout, và nếu như cái timeout nó thấp hơn cái thời gian mà xử lý của server thì nó sẽ trả về là nó sẽ có cái lỗi là deadline exit ha. Còn nếu như mà cái timeout nó hợp lý thì nó sẽ chạy được, nó sẽ chờ cái response về. Còn nếu như mà đã là xếp rồi thì mình sẽ bỏ qua, nó sẽ bỏ qua năm xử lý nữa, cho dù có response về nó cũng sẽ không xử lý. Thì thằng GRPC nó recommend cho mình là những cái request từ client đó thì nên sử dụng cái deadline này, nghĩa là client nên có sử dụng cái deadline. Mỗi request đưa lên thì nó nên có một cái timeout. Thì từ đây thì chắc mọi người cũng sẽ đoán ra được là nếu như mà mình có cái hệ thống mình nó train một cái request, nghĩa là client gửi lên thằng A gọi request lên B, rồi B gọi request qua C, thì cái timeout nó chính là bằng tổng của từ A qua B và từ B qua C để có thể trả về kết quả cho A. Thì nếu như mà cái timeout của mình mà mình setup mà nó không không đúng, không tốt á, thì có thể là đang từ A qua B, rồi ở từ B qua C, rồi thằng C nó mới vừa respond về cho B thôi là đã bị timeout ở thằng A. Thì thằng A lúc đó nó sẽ không nhận được respond, mặc dù là thằng C đã respond cho thằng B rồi. Tại vì do cái set cái timeout của cái thằng A, request A gửi lên đó, nó quá ngắn. Thì vậy mà mình nên cân nhắc cái việc là phải set cái thời gian timeout cho nó phù hợp cho với từng cái request của mình. À, mình cân đo đong đếm sao cho nó phù hợp. Rồi thì cái phần deadline này nó chỉ có như vậy thôi. Rồi chúc quý đạo hữu code thành công ha. Hẹn lại quý đạo hữu ở video kế tiếp. Rồi nhớ bấm like và comment chia sẻ cho tất cả mọi người.
để biết đến cái khóa học này nhiều hơn, để nhiều người cùng có lương 1.000 đô giống như các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.